Thủy Đỗ Michigan xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay Thủy Đỗ sẽ làm món bánh su xê nhanh, không cần khuấy bột cũng như không cần nhồi trong cái xửng giã chiến. Mời quý vị theo dõi. Nguyên liệu thì các bạn có thể xài hoàn toàn bằng bột năng. Còn mình thì sẽ làm hai loại bột: 225g bột năng, 150g tinh bột khoai, 130g đường, 1/4 teaspoon muối, 750 nước ấm, 1 cốc nước dừa non, sợi dừa non, 1 teaspoon tinh chất vani. Trước tiên là mình đổ đường vô trong cái dừa bào mỏng đó, để cho dừa nó thấm đường. Cái này các bạn có thể là không làm cũng được, bạn để riêng dừa ra sau cùng cũng được. Mình cho nước vô microwave cỡ chừng 30 giây cho nước nó ấm lên, xong cho muối và hai loại bột vô. Bột đây là bột để mình pha màu, màu xanh và màu vàng. Còn bột màu trắng thì mình để riêng ra. Quậy tất cả các loại bột lại với nhau. Mình đổ nước vô trước rồi từ từ mình cho bột vô thì nó đỡ cái vị ốc trâu. Màu thì các bạn có thể xài bất cứ màu gì các bạn thích, từ loại rau củ hay là màu của thực phẩm. Hôm nay mình xài màu vàng từ cái nhụy hoa crocus, gọi là hoa nghệ tây. Còn màu xanh thì mình xài cái màu lá dứa. Mình sẽ chia bột ra làm 3 phần. Phần trắng thì mình giữ riêng ra, không có lấy sơ dừa. Và cái màu vàng một phần ở thì màu xanh, mình chia ra 3 phần đều nhau. Mình cho vani vô. Cái phần mình cho vani vô chỗ mà bột á, thì mình quay chiếu để lát mình đưa cái chai vani cho các bạn xem. Các bạn có thể xài vani bột hoặc là vani nước tùy. Màu xanh hôm nay thì mình làm hơi đậm. Đó, cái chai vani của mình xài là cái loại vani mà tinh chất. Theo mình thấy á, nếu mà các bạn bỏ, đây là cái phần bột trắng còn lại, cũng là 1/3 nhưng mà nó không có dừa, để mình đổ vô sau cùng. Lát các bạn sẽ thấy mình đổ vô sau cùng. Cái xửng của mình là giã chiến. Mình lấy cái chảo, rồi mình lấy cái miếng vỉ pizza, nướng pizza đó, cái mình bỏ nó kê lên không. Không có cần kê, chỉ bỏ vô vừa thôi. Các bạn có thể xài bất cứ cái gì, xửng hoặc cái là nồi Instant Pot hay là những cái xửng hấp bình thường. Mình xài chén thì bằng cái khung silicone này, thoa dầu vô, bỏ vô cho nó nóng. Xong rồi thì các bạn có thể bỏ nhân đậu xanh. Cách làm nhân đậu xanh mình sẽ để ở cuối clip. Bỏ nhân đậu xanh mình hơi đập dẹp dẹp xuống để cho nó khỏi trồi. Nếu mình để tròn tròn thì nó trồi lên phía trên, thì mình hơi đập dẹp dẹp nó xuống một tí. Theo mình thấy thì các bạn nên bỏ dừa vô trước, rồi thì bỏ nhân vô thì cái bánh mình nó sẽ đẹp hơn. Dừa có lẽ là nên để riêng ra rồi mình bỏ vô sau. Nếu mà mình bỏ chung như vậy, dừa chung với màu thì cái màu vàng thì dừa nó dính vô màu vàng, màu xanh thì dừa nó dính màu xanh dồn, nó không có được hấp dẫn lắm. Nếu mà các bạn muốn màu trắng thì đừng có bỏ dừa vô trong cái bột mà mình pha màu rồi. Cái đó là tùy theo các bạn thôi. Bây giờ thì mình, sau khi mình bỏ xong rồi á, thì mình chế bột vô. Bột màu bạn có thể chế bột màu nào bạn thích vô trước.
làm màu vàng trước, lát mình làm cái đợt bánh thứ nhì thì mình làm màu xanh. Tổng cộng mình làm là 24 cái bánh, đổ đầy khung luôn. Bây giờ thì mình bỏ cái màu vàng vô lát đó, thì mình trám nó lại, bởi vì nó còn mấy cái sợi dừa nó bung lên đó. Mình sẽ đổ cái bột trắng đó lên. Còn nếu các bạn không muốn hai màu riêng biệt thì các bạn trộn chung cái bột đó rồi chia làm đôi ra cũng được, màu xanh với màu vàng thôi. Mình nấu cái này khoảng 5 phút cho nó hơi chín rồi thì mình đổ cái lớp thứ nhì. Rồi, cái bột nó hơi trong trong lại thì mình đổ cái thứ nhì, nó không có bị tách đâu. Nó mình nấu như vậy thì cái bột mình nó bớt cái trong đi, bởi vì cái màu trắng này nó đổ cho đầy, cho khuất hết cái nhân với lại dừa nó bọc vô phía trong, nó khỏi lỉa chỉa ra ngoài. Cái này là tùy thích thôi nha, các bạn có thể là làm một màu, không cần phải là màu vàng với màu trắng. Rồi mình cũng hấp khoảng 5 phút nữa, là tổng cộng cỡ 10 phút cho một cái một đợt bánh như vậy. Rồi vớt nó ra thôi. Nước đổ ở phía dưới thì các bạn đổ, mình đổ thì 3 cấp, tùy theo cái chảo của bạn lớn hay nhỏ, hay là tùy theo độ sâu của nó mà cái nước mình đổ vô, đừng có quá tràn qua cái đáy khung thôi. Rồi tiếp tục thì mình làm tới màu xanh. Lần này thì mình bỏ vô dừa vô trước. Hồi nãy là bạn thấy mình bỏ cái đậu xanh vô trước. Đó là tùy thôi, nhưng mà theo cái nhìn riêng của mình á, thì mình thấy bỏ dừa vô trước cái bánh nó đẹp hơn. Bạn thấy mình bỏ dừa màu vô trong cái màu xanh, cái dừa không bám màu xanh á. Nếu mà bạn muốn màu trắng á, thì đừng có bỏ nó vô trong cái nước đó pha màu xanh. Bây giờ mình cũng nấu 5 phút xong rồi, cái mình cho nó hơi chín chín cái bột, cái mình đổ cái bột khác vô. Nếu mà các bạn đổ vô liền thì hai cái màu nó sẽ quyện lại với nhau, nó không có thành ra hai màu. Nó cũng không có tốn công gì lắm. Bên kia nó cũng còn lại một cái khung hình chữ nhật đó, là vì mình nấu chưa kịp chín. Bây giờ mình là sau khi chín mình để hơi nguội nguội thì mình lấy nó ra. Lấy khuôn ra thì rất là dễ, phần đó là cái khuôn là silicone, phần nữa là mình cũng có thoa dầu nữa. Bạn thấy bên kia đó là cái một mặt, bạn có thể chọn mặt nào, mặt trên thì nó lòi cái cục nhân, mặt dưới thì nó lòi mấy cái sợi dừa, bạn chọn cái mặt nào cũng được. Mình thì thích màu xanh với màu trắng của dừa hơn. Mình chỉ bỏ vani chứ mình không có bỏ nước hoa bưởi vô. Bữa hôm trước mình bỏ nước hoa bưởi vô mình ăn không có được. Cái mùi kỳ, nó dễ dễ ngán lắm. Nếu mà các bạn thích thì cứ việc bỏ. Lấy ra dễ, mình đáng lẽ mình chỉ chiếu cho các bạn một hai cái thôi, mà mình thấy hay quá mình làm tiếp, mình làm hoài thôi. Rồi bây giờ thì qua cái khuôn hình chữ nhật, nó cũng có hai mặt, một mặt thì bạn thấy cục nhân đậu xanh, mặt kia thì thấy nhân dừa, tùy các bạn muốn lấy cái mặt nào chính là cũng được. Thực ra thì nếu mà mình làm cho nhà mình ăn, mình chỉ cần như vậy thôi, mình bỏ vô hộp rồi từ từ mình ăn, còn còn kỹ hoặc là đem cho ai thì mình lấy giấy plastic mình gói lại. Để vậy mình rắc mè lên cũng được. Nhưng mà bây giờ mình sẽ gói cho các bạn xem. Mình chia ra làm hai thứ. Màu vàng thì mình xài mè đen, màu xanh mình xài mè trắng. Cái đó là tùy thích thôi. Mình phải mang găng tay vô cho nó khỏi dính. Mà khi mà gói thì có găng tay rất là khó, thành ra mình phải tháo nó ra. Chỉ gói thì sao, nó túm lại thôi, mình để mình cắt cái miếng plastic á, mình cắt đôi ra, chứ để một miếng thì nó quá to,
không cần thiết, phí phạm không cần thiết mà xả rác thêm nhiều nữa. Cái này thì mình xoắn nó, xoắn hai cái đầu cho nó căng lên thôi. Rồi, được hai dĩa, mỗi dĩa 12 cái. Nó chiếu lại lần nữa. Mình thấy là cái, hay là cái loại mè mình mua mình không biết nữa, ăn cái mè đen nó thơm ngon hơn, còn ăn cái mè trắng nó không có thơm gì hết. Rồi, đó bạn thấy mình sẽ lật hai cái màu trắng mình để lên, rồi cái mấy cái kia thì mình lật cái đáy lên, tùy các bạn muốn chọn mè nào cũng được. Bây giờ mình lấy thử một cái mình ăn cho các bạn coi. Đúng ra là mè mình rắc đều hết cho nó, mình ăn nó chứ không phải gì dính một chỗ. Mà cái đó là phần là trang trí nữa. Nó giòn là cũng nhờ mấy cái sợi dừa, cái sợi dừa đó nó giòn, rồi cái nhân thì nó bùi bùi. Rồi, ăn xong cái màu vàng, chưa xong, ăn biểu diễn nửa cái thôi. Rồi tới màu xanh. Màu xanh bạn có thấy cũng hai lớp ở trên, màu xanh ở dưới màu trắng. Các bạn nào muốn ăn béo rồi ấy thêm ấy thì nấu nước dừa thêm vô, mình ăn vậy thì mình thấy đủ rồi. Rồi, bây giờ là cái nhân đậu xanh mình sẽ xài 150 đậu xanh với là 70 gram đường, 70 75 80 gì cũng được, một muỗng canh dầu dừa, một muỗng cà phê vani với một tí xíu muối. Đậu xanh thì ngâm rửa, ngâm xong rồi để ngâm từ 4 tới 6 tiếng đồng hồ. Còn các bạn không có thời giờ thì nấu liền. Nấu liền thì thời gian mình xếp nó lâu hơn. Mình đổ vô một cốc nước. Mình sẽ nấu 2 phút. Chọn pin chili rồi sau đó mình để natural release. Xong, tại vì cái nồi này là cái nồi trong bạn thấy đó, là nó là non-stick á. Thành ra mình không dám đè mạnh xuống sợ nó trầy. Này mình xài vani bột. Còn cái nước hồi nãy mình xài vani nước. Tùy các bạn xài vani nào cũng được ấy. Rồi mình dầm sơ sơ cho nó nát. Rồi mình sẽ xài lửa. Hồi nãy là nấu nó thì mình nấu high pressure. Còn bây giờ mình nấu này thì mình chỉ để slow cook thôi. Cho nó khô. Mình bỏ vô một muỗng canh dầu dừa mình trộn cho nó đều. Rồi bây giờ chỉ có vậy mình chứ cứ trộn tới trộn lui cho đến khi thấy nó mình rờ cái tay nó không dính là mình tắt lửa. Lửa mình để slow cook. Slow cook nè, more. Rồi mình để đến bao nhiêu lâu cũng được hết, để cho đến nó khô thôi. Có thể 15 20 phút hoặc 10 phút tùy các bạn. Không cần nhuyễn lắm nha, tại vì mình nấu làm nhân ở trong đâu cần nhuyễn. Rồi mình viên, mình vò cục cục, mỗi cục ra 150 gram thì mình vò ra 24 cục là cục hơi bự á. Các bạn, nếu mà các bạn muốn xài nhỏ hơn thì tùy các bạn. Chỉ có đơn giản vậy thôi, cái món này là món nó là nè, nếu mà các bạn có sẵn nhân đậu xanh á, các bạn chỉ làm tích tắc trong vòng nửa tiếng đồng hồ là mình có mấy chục cái bánh mình ăn liền à. Đậu xanh có sẵn, còn cái bột mình chỉ khuấy ra, mình cũng không cần để lâu nữa. Trộn bột vô rồi bỏ đổ vô nấu, nấu 10 phút là xong à. Đã có bánh ăn liền. Cái này là gọi là làm bánh cấp tốc á. Đó, dồn lại. Rồi, cái video mình chia sẻ tới đây là coi như là xong. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.